xem nào. Trang điểm đi chơi. Uầy, nhiều thế này. Khiếp, cái giọng nghe kinh. Bạn sửa giọng của bạn đi nhá. Uầy, em ơi, xấu thế này mà cũng làm YouTube. Sao làm cái này giống người kia thế? Chả có tí là sáng tạo gì cả. Ê ôi, mua nhiều thế, mua này bao giờ dùng hết. À, hôm nay thì Ly vừa mới đến Thái không? Tiếp giọng điệu qua. Alo, mẹ. Mẹ đã xem trên YouTube không? Có một con gì đấy cục. Ê ôi, xem mà. Ê ôi, kiểu muốn nói ra ấy. Giọng này xong rồi điệu đà. Ê ôi, chả hiểu sao mình post lên YouTube. Eo biết nào, nay á, tao xem, tao có video, tao xem một video của thằng nó chỉ toàn nói ba cái lăng nhăng ở trên mạng ấy. Ai yêu làm sao tự nhiên. Xong rồi á, toàn dạy người ta, dạy đời người ta thôi. Xong rồi lại còn á, cho toàn cái ba cái bài tập. Chắc chỉ không hiểu nó có làm được hay không ấy chứ. Mà cái thằng đấy á, nó cho nhiều video lên mà nó có bao giờ nó cũng khoe người đâu. Chả hiểu người của nó có đẹp hay không nữa. Xin chào các bạn. Hôm nay Ly làm một cái video mà chắc chắn là các bạn không hiểu sao đoạn intro vừa rồi nó lại khó hiểu như thế nhở. Hát với Ly bình thường hay làm phải không? Thực ra một lý do rất là đơn giản khi mà Ly làm cái video này chính là Ly muốn nói lên một cái thực trạng mà hiện tại các bạn hay còn gọi là kênh bấm phím xảy ra rất nhiều trên mạng Việt Nam, không chỉ có Việt Nam mà có cả nước ngoài nữa. Và đó chỉ là một số những cái điển hình mà mình đã từng nhìn thấy, đã từng nghe tới và đã từng gặp phải thôi trên mạng xã hội của chúng ta ngày hôm nay. Và như các bạn biết thì mạng xã hội của chúng ta bây giờ đang sử dụng rất là nhiều khi chúng ta không đọc báo mà chúng ta chỉ cần lướt mạng xã hội là chúng ta có thể tìm ra rất là nhiều thông tin, từ đánh ghen, cổ phiếu tăng lên, hay như là giá đô tăng, giá xăng tăng, bà mẹ bỉm sữa thế này, ông bỉm sữa thế kia, rất là nhiều thông tin. Và chắc chắn là bây giờ đến mức mà các tạp chí trên mạng cũng phải đầu tư rất là nhiều thời gian và công sức vào các cái kênh về social media, kênh về mạng xã hội, và YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, rất là nhiều các cái kênh như vậy thì đều là những nơi mà chúng ta có thể chia sẻ thông tin. Nguồn gốc của kênh này khi mà đem đến thế giới đấy chính là để chia sẻ thông tin, kết nối mọi người với nhau chứ không phải để bắt nạt nhau. Một trong những cái tình trạng Ly nhìn thấy rất nhiều hiện nay đó chính là chỉ cần một cái thông tin nào đưa lên trên mạng là thế nào cũng có làn sóng đa chiều, đúng không? Có cả tốt, có cả xấu, và thậm chí nói người ta không ra gì. Chúng ta hay gọi đó là bullying, nghĩa là bắt nạt. Và Ly không rõ là ở các môi trường khác về trên mạng xã hội, dụ như là đánh đàn, các cái loại video khác trên YouTube thì mọi người hay thường gặp phải những cái comment ra sao, các bạn YouTube creator sẽ gặp những cái comment ra sao. Nhưng mà đối với Ly, khi mà Ly đã ở trong cái môi trường beauty communities này cũng được rất là lâu rồi, cũng phải hơn 4 năm nay rồi, thì Ly cảm nhận thấy rằng càng ngày các anh hùng bàn phím càng không thể nào quản lý được. Và Ly muốn làm cái video này dành cho tất cả mọi người để mọi người hiểu hơn về bọn mình, các YouTubers, và cũng như là giúp cho các YouTuber khác có thể có một cái biện pháp và cũng như là tâm lý vững vàng hơn khi đối mặt với những anh hùng bàn phím này. Vì chắc chắn những anh hùng bàn phím này sẽ không đi đâu cả và họ sẽ vẫn mãi ở đấy. Chúng ta chỉ có cách là chúng ta tự hoàn thiện bản thân và cũng như là tự đấu tranh lại với các anh hùng bàn phím này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những cái tip mà Ly sẽ dành cho các bạn nhé. Đầu tiên, thế nào là bắt nạt, thế nào là bullying. Bullying là một trong những hành động bắt nạt người đối diện mà chúng ta có thể làm ở ngoài đời thực cũng như là trên mạng xã hội. Các bạn hãy thử hỏi bản thân xem là ngày cấp 3, cấp 2 các bạn đã từng bị bắt nạt chưa? Và đã từng bị những kẻ xấu, những người bạn xấu chuyên ra lôi bạn ra để trêu chọc này với đủ các thể loại nickname. Ví dụ như Ly đã từng có rất là nhiều nickname, ví dụ như là Ly Vậu. Tại vì đúng, hàng của mình không thẳng hàng như những người khác. Thứ hai, đấy là Ly Lùn. Có, tại vì mình khá là lùn. Thứ ba, đấy là Ly Điệu. Tại vì từ bé đến lớn mình đã như thế này rồi, đã điệu như thế này rồi. Và thứ tư, Ly cũng không nhớ những cái tên nickname mà mọi người đã từng đặt cho Ly nữa. Nhưng mà thực sự là khi mà mỗi khi mà mình bị đặt một cái nickname ở đấy,
mà mình không thích. Mình luôn luôn cảm thấy bị depressed, bị cảm thấy buồn hơn rất là nhiều. Và chắc chắn là nếu mà các bạn tự hỏi bản thân ngay bây giờ, mình cho các bạn 5 phút để các bạn tự hỏi bản thân ngay bây giờ, thì chắc chắn là các bạn cũng đều có những cái tên mà các bạn cực kỳ ghét mà không bao giờ muốn nhắc lại cái tên đấy. Và đó là một cái cách mà họ bắt nạt bạn trong đời thực. Còn ngoài ra, ví dụ như trên internet thì họ bắt nạt bạn ra sao? Những cái comment haters, những cái comment negative, những cái comment không có tính chất tích cực, không giúp bạn hoàn thiện bản thân lên, không có những lời khuyên cho bạn mà chỉ chửi thẳng vào mặt bạn, nói thẳng vào mặt bạn là bạn tồi, bạn không tốt, bạn không bằng người này, bạn không bằng người kia, so sánh bạn với người này, so sánh bạn với người kia và bắt bạn đã chiếc. Ở trên thế giới YouTube có rất là nhiều các loại video khác nhau. Và cái chuyện mà bạn bị trùng ý tưởng này, hay như là bạn bị trùng background, hay là kể cả bạn bị trùng một cái sản phẩm nào đấy, thì là điều rất là dễ xảy ra. Và cái chuyện đấy là một chuyện rất là bình thường ở thế giới YouTube. Khi mà bạn làm YouTube thì bạn đều phải đối mặt với những cái việc đấy. Và việc mà chúng ta tự tạo nên một cái phong cách riêng của bản thân, và việc mà chúng ta tự tạo nên một cái nội dung riêng của bản thân là điều rất là quan trọng. Ý tưởng thì có rất là nhiều ý tưởng trùng lập, nhưng mà cái tính chất của bản thân, cái bạn mang được cái tính chất cá nhân của mình vào trong cái video mới là điều quan trọng nhất. Và đó là một trong những cái cách mà bạn chứng minh được cho mọi người thấy là bạn không hề giống ai cả. Và dĩ nhiên Ly cũng là con người. Những ngày đầu làm YouTube thì khi mà Ly gặp một cái comment như vậy, comment hater, bà này điệu thế, bà này xấu thế, hay như là sao sao nhiều mụn thế, đấy là những cái comment mà Ly rất là hay gặp ở trên YouTube. Và khi mà mình đã quyết định mình cho mình lên trên YouTube, cho cái gương mặt này lên, cho cái hình ảnh này lên trên YouTube cũng như là mạng xã hội, thì mình đã chấp nhận những cái sự thật đó. Vì đúng, điệu, giọng chua là những cái mình rất là khó có thể thay đổi, hoặc là thay đổi sẽ dậy rất là lâu. Và con người mình thế thì thực sự nhiều khi mình đâu cần phải thay đổi quá nhiều đâu. Còn về việc da mụn, ok, da ai mỗi người một khác, không ai là giống ai cả. Và chuyện da mụn nó không liên quan đến cái chuyện là mình có dùng nhiều mỹ phẩm hay không, mà nó liên quan đến rất nhiều những cái lý do khác. Và nếu như bạn nào ở đây học về da liễu cũng như là tìm hiểu sâu về mỹ phẩm, các bạn cũng có thể đủ biết là nhiều khi có những người chẳng dùng cái gì da cũng rất là đẹp, mà nhiều người dùng rất nhiều thứ da cũng đẹp, hoặc là có thể là ngược lại. Cái chuyện đấy là cái chuyện rất là dễ xảy ra, nó còn liên quan đến rất là nhiều thứ khác, về nội tiết tố, về lịch sinh hoạt, về stress của bạn. Và dĩ nhiên là video này thì không phải là một video về skincare, thế nên là Linh sẽ không thể nào nói về cái vấn đề đấy đến nữa. Nhưng mà tuy nhiên đấy là một trong những cái vấn đề mà các bạn YouTubers, đặc biệt là beauty, rất là hay gặp phải. Và đó là cái cách mà các bạn phân biệt giữa comment có tính tích cực đóng góp và một cái comment có tính tiêu cực và đả kích bạn. Và sau đây thì Ly sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những cái cách mà để các bạn có thể loại trừ được những thành phần này ra khỏi đầu, và cũng như là không quan tâm đến họ nữa, và hãy tập trung vào sản xuất nội dung cũng như là sản xuất những cái công cụ mà mình có thể đem đến được cho các bạn đọc cũng như là các bạn xem video của mình. Đầu tiên, không được khóc nhìn thấy những cái comment đấy. Ly đã rèn luyện cho bản thân Ly từ rất là lâu, từ trước khi cả làm YouTube, khi mà đọc được những cái comment haters, kể cả ở ngoài đời cũng như là ở trên mạng, đó chính là mình không được nghĩ về nó quá nhiều, mình không được khóc về nó. Vậy Ly thấy rất là nhiều bạn tâm sự với Ly là mỗi lần mà nhìn thấy một cái comment hater như vậy là các bạn kiểu không kiềm được nước mắt và khóc, xong rồi cảm thấy là bản thân bạn ấy không đủ ấy. Thì Ly thấy là chẳng vì gì phải như vậy, vì người ta không biết mình là ai, người ta cũng chẳng là gì với mình. Mình có thể lấy một số những cái góp ý của người ta để mình trở nên tốt đẹp hơn, nhưng mình không được khóc, tại vì chính cái hành động khóc đấy của các bạn là thể hiện họ đã đạt được mục đích khi mà bắt đạt bạn rồi. Đấy là thứ nhất, không được khóc. Thứ hai thì chính là hãy block họ ngay lập tức. Ở trên Facebook thì chúng ta cũng có một cái khả năng để block hoặc là ban users. Các bạn có thể block ngay trực tiếp ở trên Facebook nếu như mà người đó ở trên Facebook, để người ta không thể nào xem được bất cứ một cái gì của bạn nữa. Tất nhiên để người ta không thể nào comment, không thể nào gửi tin nhắn, không thể nào làm một cái gì ở trên Facebook bạn nữa, và chỉ có thể xem được nội dung mà thôi. Và thứ hai, ở trên YouTube cũng có phần block, và mình sẽ insert một cái đoạn
cách hướng dẫn blog ở đây, hoặc là mình sẽ để link ở phía dưới để cho các bạn nào muốn blog một bất cứ một cái user nào ở trên YouTube cũng có thể sử dụng được. Và đó là cái cách mà bạn sẽ đẩy người ta ra khỏi thế giới của mình một cách yên tĩnh nhất, và chúng ta không cần phải nói gì nhiều với họ nữa cả. Tiếp theo, một cách khác, nếu như bạn không muốn sử dụng cái cách block hoặc là delete user như vậy, các bạn có thể sử dụng cách đó chính là chúng ta sẽ quản lý từng cái comment một. Cái này thì chỉ có thể áp dụng ở trên YouTube mà thôi. Các bạn khi mà bạn vào setting của YouTube, các bạn có thể thấy những cái phần cài đặt riêng, và Ly cũng sẽ để insert một cái hình ở đây để các bạn điều khiển được cái phần comment, nghĩa là các bạn sẽ duyệt từng cái comment một ở trong cái YouTube của mình. Tức là tự nhiên là nếu như các bạn có nhiều thời gian thì các bạn có thể sử dụng cái này được, còn nếu như bạn không có nhiều thời gian thì tốt nhất là cứ để nó ở đấy, xong rồi khi nào mà chúng ta nhìn thấy một cái comment không thích bắt nạt chúng ta thì chúng ta sẽ delete, hoặc là chúng ta sẽ hide nó đi, giấu nó đi, hoặc là chúng ta sẽ block luôn user. Tiếp đến, nếu như kẻ gian đấy vẫn tiếp tục hoành hành bạn, tạo rất là nhiều những cái nick ảo này, xong rồi rất là nhiều những cái nickname khác nhau để sử dụng ở trên Facebook, YouTube hay là Instagram, thì các bạn có một công cụ nữa, đấy chính là các bạn sẽ flag user, nghĩa là cảnh báo tài khoản để cho YouTube cũng như là Facebook và các công cụ social media khác có thể tìm hiểu và sẽ xem xét cái user đấy thực sự là có đáng để có mặt ở trên cái platform, cái hệ thống của họ hay không. Có rất là nhiều trường hợp, có nhiều kẻ còn tinh danh đến mức mà họ làm nguyên một cái video về bạn, xong rồi có những cái comment, những cái caption nó về bạn và kiểu làm bạn cảm thấy rất là suy sụp, thì các bạn cũng có thể flag cái video đấy, cảnh báo cái video đấy cho những cái nhà quản lý của cái mạng xã hội đó để họ có thể review lại và sẽ bỏ cái video đấy đi, hoặc là sẽ delete luôn cả cái channel đấy. Và thêm nữa, có một cái mà chúng ta bây giờ chúng ta cũng rất là phải cẩn thận, đấy chính là tất cả các điện thoại cũng như là máy tính, camera bây giờ nó rất là thông minh và gần như là cái nào nó cũng có camera cả. Và nếu như bạn thấy ở trên mạng xã hội hay như là trên YouTube mà có bất cứ một cái video nào về bạn mà họ quay trộm, quay lén, hoặc là họ cho lên mà không được sự đồng ý của bạn, thì bạn đều có thể liên lạc với YouTube và nói cho họ biết lý do tại sao bạn không muốn cái video đấy lên trên mạng, vì lý do là họ chưa được sự đồng ý của bạn để cho cái video đấy lên, vì bạn có hoàn toàn có quyền quản lý cái hình ảnh của mình ở trên mạng xã hội cũng như là trên tất cả những cái công cụ tìm kiếm. Và nếu như bạn không muốn một cái thông tin nào đó của bạn xuất hiện ở trên YouTube thì bạn đều có thể liên lạc với YouTube để họ có thể bỏ cái video đó xuống hoặc là bỏ cái thông tin đấy xuống. Và đó chính là những cái cách rất là đơn giản mà Ly có thể truyền đạt đến cho bạn ngày hôm nay, những cái công cụ mà YouTube cũng như là các mạng xã hội khác cung cấp cho bạn để bạn có thể nhẹ tênh, không có suy nghĩ gì, bất cứ một cái gì về những cái kẻ hater đấy nữa. Và ngoài ra, cái phần tâm lý của bạn rất là quan trọng để trước khi mà bạn có thể sử dụng được những cái công cụ đấy. Vì Ly biết, một khi những lần đầu tiên mà nhìn thấy những cái comment haters thì các bạn sẽ cảm thấy rất là suy sụp này. Còn chưa kể là các bạn sẽ cảm thấy là mình đã làm cái gì sai, mình đã làm cái gì mà đến mức mà họ phải ghét mình như vậy. Thì các bạn lại cần một cái đầu rất là cứng. Và thứ hai nữa là các bạn hãy quên đi, bỏ qua họ đi. Luôn luôn nghĩ trong đầu của mình là mình đang làm tốt, mình đang làm đúng. Và nếu như có những cái gì mà họ comment với bạn, họ góp ý cho bạn mà đúng chính xác về những cái gì bạn đang cần sửa đổi thì bạn sẽ dùng. Nhưng mà tuy nhiên có những cái khác khó chịu hơn, những cái làm bạn không thể nào chịu được nữa, thì bạn có thể cố gắng để lùi nó đi, bỏ dần ra chỗ khác. Ly không biết diễn tả sao, nhưng mà chúng ta cùng nhau đồng tâm, kể cả các bạn user, các bạn viewer của Ly hiện tại ở trên YouTube, ở trên Facebook, ở trên tất cả các mạng xã hội khác. Nếu như các bạn nhìn thấy bất cứ một cái hater comment nào ở trên YouTube, ở trên các mạng xã hội mà comment tại trong cái video của người bạn đang xem, của người bạn yêu quý, của beauty blogger mà bạn yêu quý, thì không cần phải đôi co với họ nhiều. Chúng ta không cần phải mất thời gian đôi co với họ nhiều tìm ra được chân lý, mà chúng ta hãy làm và sử dụng những cái công cụ kia để có thể report, để có thể cảnh báo cho YouTube cũng như là các mạng xã hội để họ có thể trừ khử được tội ác đấy đi.
Và chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, một mình bọn mình không thể nào quản lý được tất cả những cái comment, không thể nào mà có thể xem từng cái comment, từng bạn user để có thể trừ khử được nó đi cả, mà sẽ cần sự cộng tác của các bạn, sẽ cần đồng tâm, chúng ta đồng tâm hiệp lực với nhau để có thể gạt bỏ hater ra khỏi đây. Và dĩ nhiên những lời cảm thông, những lời thông cảm và những lời khuyên của các bạn dành cho bọn mình thì bọn mình cũng rất là trân trọng, và đấy cũng là một phần để động lực dành cho bọn mình, giúp bọn mình tiếp tục làm YouTube, tiếp tục làm những gì bọn mình đang yêu thích và cũng như đem đến được nhiều nội dung hay dành cho các bạn. Và Ly hy vọng rằng cái video này sẽ giúp được các bạn đang xem video của Ly cũng như là các bạn YouTuber khác cảm thấy mạnh mẽ hơn, cảm thấy yêu đời hơn. Và chúng ta, các bạn không một mình đâu, các bạn còn có cả một cộng đồng ở đây để giúp các bạn tránh khỏi hater, những kẻ tàn ác đang cố gắng đâm kim đâm dao vào trong trí não của bạn, làm bạn tổn thương và làm bạn không muốn làm những thứ mà bạn đang ước mơ và những thứ mà các bạn đang tiến tới. Và Ly hy vọng là video này sẽ giúp cho các bạn một phần nào nhé. Nếu như các bạn nào có câu hỏi hay bất cứ một cái chia sẻ nào cho Ly thì hãy để ở phần comment ở phía dưới, Ly sẽ đọc hết và Ly sẽ chia sẻ hết cho các bạn. Và Ly rất là cảm ơn các bạn đã xem đến tận cuối của video này. Mặc dù cái cách mà Ly đưa cho các bạn thì rất là đơn giản thôi, nhưng mà Ly nghĩ là Ly sẽ giúp các bạn được phần nào tránh được cảm giác thất vọng về bản thân. Vì chúng ta, một khi chúng ta đã ở trên mạng, một khi chúng ta đã đưa mặt mình lên trên camera thì chúng ta đều là những người anh hùng và chúng ta đều là những người rất là can đảm. Và vậy thôi, thì Ly xin phép được kết thúc video này tại đây, và Ly hy vọng sẽ được gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại bạn. Bye bye.